Hello, em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Như thường lệ thì hôm nay em sẽ có một cái video mới và video này sẽ tiếp tục giới thiệu một vài cái sản phẩm hàng Nhật đến với anh chị. Hy vọng là anh chị chú bác mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em có để bên dưới tiêu đề video. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em vào cái số điện thoại này để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị ha. Về vấn đề thanh toán thì em sẽ nhận chuyển khoản hoặc là nhận chuyển cọc trước, sau đó sẽ gửi hàng đi cho khách. Và khi mà anh chị nhận hàng về, nếu mà nó có lỗi lầm gì hoặc là nó có cái sai khác nào so với em báo trên video thì mình có thể liên hệ lại và em sẽ cố gắng xử lý hết một cách hợp lý nhất những cái vấn đề này anh chị ha. Đầu tiên trong video ngày hôm nay thì em sẽ có 3 cây kéo cắt cành hiện đang có ở shop em, và em sẽ giới thiệu từng cây để anh chị mình tiện theo dõi, và nếu mà mình có nhu cầu sử dụng cây nào thì mình có thể nhắn cho em anh chị ha. Đầu tiên là cái cây này là nó dễ dàng sử dụng nhất và với mức cái giá là nó hợp lý, nó rẻ so với những cây kia, và mình có thể mua để mình sử dụng trong gia đình hoặc là trong công việc làm vườn cũng được. Cây này là một cây kéo cắt cành của thương hiệu của Nhật Bản nha, thương hiệu của Nhật, Made in Japan đây, stainless Made in Japan ha. Riêng cái lưỡi của cây kéo cắt cành này thì nó bằng thép không gỉ. Chỉ có loại này thì nó bằng thép không gỉ thôi. Và ở phía sau bao bì người ta ghi là on Made in Japan, tức nghĩa là kể cả cái phần kéo, phần lò xo hay là những cái nhựa bao bì gì đó đều là xuất xứ từ Nhật hết, chứ không có gia công ở nước khác. Cây này thì là dạng cây kéo cắt cành và sử dụng tay phải. Một điều đặc biệt của nó là cái lưỡi của nó bằng thép không gỉ, cho nên là nếu mà anh chị chú bác nào mình ở những cái vùng nước mặn, nước lợ gì đó thì mình có thể sử dụng cái cây này, thì nó sẽ hạn chế việc gỉ sét cho mình rất là nhiều. Nó tính thẩm mỹ nó cao, sử dụng nó cũng bền anh chị ha. Lưỡi này thì cái độ bén của nó cũng rất là cao, anh chị yên tâm ha. Ở trên cái phần thân thì người ta có dập là stainless Made in Japan. Đó, lò xo là người ta sử dụng cái lò xo này, và cái cán thì nó bọc nhựa màu đỏ. Size này thì nó sẽ là gọn gọn nha, các chị mình dùng để cắm hoa đồ được nè. Size của nó sẽ được là 17, em đo được là 17cm ha, phần lưỡi là được 5cm. Cái lưỡi là dạng lưỡi tròn cắt cành. Như này anh chị ha, rất là dễ dàng sử dụng, và khi mà nó có cái lò xo này thì nó hỗ trợ lực cho mình rất là nhiều. Mình cắt với cái lực rất là nhẹ, nhưng mà mình cắt được ngọt. Cái này thì hàng của Made in Japan và giá của nó sẽ là 550.000 cho cây kéo thép không gỉ, kéo lưỡi thép không gỉ anh chị, 550.000 cho cây kéo này. Tiếp theo là cái cây kéo mà hiệu là Onotetsu. Cái hiệu này thì em giới thiệu rất là nhiều rồi, và hiện tại bên em là sẽ phân phối cái thương hiệu này là chủ yếu về kéo cắt cành. Song song đó thì sẽ cố gắng có thêm một số cái sản phẩm của những thương hiệu khác. Nếu mà anh chị mình không thích xài cái này, mình có thể xài những cái khác. Nhưng mà riêng cái cây này thì khách hàng phản ánh lại thì về cái chất lượng, về cái mẫu mã và về giá này thì khách rất là ok, chất lượng rất là cao và giá nó khá là mềm so với những cái cây mà với chất lượng tương đương thì cái giá nó tầm trên 1 triệu một cây. Ví dụ như là cây Okatsune thì giá nó khoảng 1,1-1,2 triệu. Riêng cây này thì chất lượng nó không thua gì cái sản phẩm kia, nó cũng là hàng Nhật Bản ha, thương hiệu của nó là Onotetsu. Đấy, và nó có cả cái website, nếu mà anh chị cần thì em có thể gửi cái link website để anh chị xem. Đó là một cái thương hiệu đến từ Nhật Bản, Made in Japan ở trên cái phần thân ha. Cái cán của nó là một bên màu đỏ và một bên là màu vàng. Cây này thì dùng tay phải nha anh chị, và cái size của nó sẽ là 200mm, tổng dài là 200mm và phần lưỡi là 5cm. Nó cũng là cái lưỡi tròn như này để mình cắt cành, cành lớn mình vẫn cắt bằng cái lưỡi này được. Rất là bén, rất là ngọt luôn nha, và độ bền rất là cao. Người ta sử dụng cái lò xo kiểu này. Cái này thì bên em bán khá là nhiều và số lượng cũng nhiều luôn. Anh chị nào mà mình cứ tham khảo thử, nếu mình cần thêm thông tin thì mình có thể nhắn lại, bên em sẽ gửi hình ảnh và thông số và báo giá cho anh chị ha. Còn cây này hiện tại giá của nó sẽ là 715.000 cho cái cây tay phải size 200mm. Ngoài ra thì em có những cái size khác và có cả cái tay trái nữa, thì nếu mà anh chị mình cần thì mình có thể nhắn, thì em sẽ gửi thêm hình ảnh cho anh chị tham khảo anh chị ha. Rồi, cây này thì giá là 715.000 của thương hiệu Onotetsu của Nhật Bản, size 200mm và sử dụng tay phải. Tiếp theo là cái cây kéo cán đúc này thì hàng mới về ha anh chị. Hàng mới về và cái thương hiệu của nó là Tubota. Đó,
Nó là thật ra là cái mẫu cán đút này thì trước đây em có về rất là nhiều những cái thương hiệu khác, và những mẫu này thì bên em cố gắng là về nhiều cái thương hiệu để mà anh chị mình nếu mình thích thì mình có thể sưu tầm, hoặc là mình không thích cái hiệu này thì mình có thể đợi cái hiệu khác. Những cây này thì là dạng mình vừa sử dụng vừa sưu tầm, tại vì giá nó khá là cao, chất lượng thì nó rất cao rồi, mình yên tâm ha. Nó là dạng làm thủ công của Nhật Bản. Đây, cái chữ Nhật người ta dập ở trên cái phần lưỡi đây. Cầm thì nó khá là nặng tay, và cái phần cán này thì nó là thép đúc luôn, và người ta không có bọc cái gì hết luôn. Đó. Size này là size 200 mm, và phần lưỡi của nó cũng là 6 cm. Đặc biệt là cái lưỡi này người ta mài rất là bóng anh chị ha, mài bóng như gương luôn, nhìn là mình biết là hàng làm thủ công liền. Kiểu mà người ta chăm chút từng cái đường nét nhỏ, từng cái chi tiết nhỏ ha. Cái phần lò xo cũng là cái lò xo kiểu này luôn. Độ dày của nó cũng là khá là dày. Đó, khi anh chị nhìn cái bảng dày của nó đây. Rồi cái con ốc này thì bằng đồng thau. Cây này thì dạng để cho các chú mình nếu mà mình xài kiểng bonsai gì đó, hoặc là mình thích xài một cây đáng một cây ha, mà mình thích xài hàng thủ công như này thì mình có thể chốt cây này. Cây này thì giá của nó là 1.550.000 cho cây kéo thép đúc 1550. Kéo này thì rất là bén rồi, và cái độ bền cũng như là độ bén ngọt của nó thì không phải lo anh chị ha. Cây này thì nó cũng là made in Japan luôn, trên bao bì người ta có dập made in Japan đây. Đây, mã vạch của Nhật đồ đây ha, mọi một số cái thông tin về thương hiệu tiếng Nhật made in Japan ở đây. Đó là ba cái kéo cắt cành mà hiện em đang có và muốn giới thiệu cho anh chị trong video này. Tiếp theo là cây dao ghép cành, của cái dao ghép cành mà cán gỗ thì em mới về thêm hôm nay. Còn cây ký dao mà Onfa 34B thì hiện tại thì hàng em đang có ha. Cây này thì của thương hiệu là Kakuri, và cái này hôm trước thì em cũng có về loại này và khách khá là thích, cho nên là chuyến này tụi em về tiếp tục loại này luôn. Cây này là của thương hiệu Kakuri của Nhật Bản, và nó là cái dạng cây ghép cành truyền thống, tức là cái cán của nó bằng gỗ, và cái nó có một cái vỏ để mà mình bảo vệ cái lưỡi bằng gỗ luôn. Cái màu gỗ này thì nó là màu màu tự nhiên như này ha, người ta không có sơn màu nâu lên. Đó, cái màu gỗ tự nhiên màu trắng trắng như vậy. Cái lưỡi của nó là lưỡi ghép cành bằng thép, và khi mà mình sử dụng nếu nó lục thì mình cứ mài từ từ vô đó đây thôi. Đó. Ở phía sau thì người ta có dập chữ Nhật ở đây. Cái này là của thương hiệu Kakuri nha anh chị, nó còn full bao bì ha. Hàng mới 100% chưa có qua sử dụng. Cái phần lưỡi của nó thì tổng phần dài nhất thì nó sẽ được là 7.5, và nếu mà anh chị đo luôn cả cái cán thì nó khoảng được 17 cm. Cái vỏ bằng gỗ nha, để mình bảo quản cũng như là mình bảo vệ an toàn khi mình mang. Đấy, rất là đẹp anh chị ha. Và cái dáng này thì những cây dao ghép cành mà anh chị mua hàng Nhật có thì đa phần nó sẽ là kiểu như này. Nó sẽ là cái cán bằng gỗ và nó có cái nắp đậy bằng gỗ như này, chỉ là cái màu khác hoặc là cái thương hiệu khác thôi. Và kể cả khi mà anh chị hay đi săn hàng mà đã qua sử dụng á, thì những cái cây này người ta cũng có bán khá là nhiều, và giá của nó cũng không rẻ ha, cũng 200-300 nghìn một cây, chứ cũng không rẻ hơn so với cây mới này là bao đâu. Cây này thì bên em giá của nó sẽ là 315 ngàn, mình chốt giúp em mã là dao ghép cành cán gỗ, giá 315. Rất là bén nha anh chị, và mình khi mà mình xài thì mình mài lại là vô tư ha, nó là bằng thép cao cấp của Nhật. 315.000 cho cái cây bằng gỗ này, bằng cán bằng gỗ, một cây rất là truyền thống nè. Rồi nếu mà anh chị không có muốn xài cái cây cán gỗ này thì mình có thể xài cây của Onfa, và cây Onfa này thì em cũng giới thiệu khá là nhiều. Onfa 34B, cây này thì nó là cái cán của nó bằng kim loại, bằng thép không gỉ, và cái lưỡi thì mình thay thế được chứ mình không có mài. Cái này thì giá nó rất là rẻ, 165.000 cho cây dao ghép cành này. Đấy, cái chiều dài cái cán của nó sẽ được là 12.5, bảng ngang là 2 cm. Phần kim loại này thì bằng thép không gỉ này, người ta có ghi nè ha, stainless made in Japan ở phía sau. Rồi cái phần cái nút này thì nó bằng đồng thau, cho nên là độ bền của cái này rất là bền nha anh chị. Mình chỉ cần là thay cái lưỡi thôi, còn cái thân này thì mình cứ xài là vô tư luôn, không có lo nó bị dễ hư đâu ha. Cái lưỡi này là cái lưỡi zin của nó luôn, là khi anh chị mua cái dao này thì bên trong này người ta có sẵn kèm một lưỡi cho mình. Lưỡi này thì cái dáng của nó cũng là dáng nhọn và không có bẻ được như những cái dao rọc giấy khác. Onfa Japan trên đây luôn ha, và độ bén cũng rất là ngọt nha. Và khi mà anh chị xài cái lưỡi này nếu mà nó cùng rồi, nó lục rồi thì mình có thể mua cái lưỡi thay thế về, mình chỉ cần thay thế vô đây là mình xài tiếp tục thôi, còn cái cán cái thân này thì mình cứ xài hoài.
Và một cái cây này thì giá của nó là 165 ngàn, là có kèm một cái lưỡi như vậy. Còn nếu mà anh chị muốn mua lưỡi thêm thì một lưỡi của nó giá là 70 ngàn. Đó thì em cũng có đang bán cái lưỡi này luôn. Rồi đó là hai cái loại dao ghép cành mà anh chị có thể mua hiện tại em đang có ha. Rồi và hai cái loại này nó khá là thông dụng anh chị, rất là dễ xài mà với mức giá rất là mềm so với hàng Nhật rồi. À, tiếp theo là em sẽ có cái cây cưa của thương hiệu Silky dòng Gumboy. Hôm trước thì em giới thiệu cái cây mà cái lưỡi của nó là lưỡi thẳng rồi. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu sơ qua cái cây lưỡi cong. Lưỡi cong này thì hiện tại em đang có cây 210 mm, 270 mm. Còn cây 240 thì hiện đang hết hàng ha anh chị. Cây 210 mm thì nó cũng có cái hộp giống như cái cây Silky hôm trước luôn. Thì nó y chang thôi, chỉ là cái màu của nó người ta sẽ làm màu khác để mà mình phân biệt. Nó cũng là một cái cây cưa gấp ha, lưỡi là lưỡi dài 210 mm. Cán thì bọc cao su, rất là chắc tay, không có bị trơn trượt ha. Ở trên đây người ta ghi là chữ Gumboy Made in Japan. Và cái phần lưỡi thì nó sẽ là cái lưỡi cong như này. Đó, cái lưỡi họ là sẽ làm cong, hơi cong như này. Với cái răng thưa thì mình sẽ cắt cành nó nhanh hơn so với là cái cây lưỡi thẳng. Thì anh chị muốn mua cái lưỡi thẳng hoặc là lưỡi cong thì mình có thể lựa chọn hai cây này. Cái cây lưỡi cong này thì giá của nó là 765 ngàn cho cái size 210 mm. Và nếu mà anh chị muốn cái size khác thì có thể nhắn với em thì em sẽ chụp hình và báo giá cho anh chị ha. Riêng cái cây 240 mà lưỡi cong thì hiện đang hết hàng ha anh chị. 240 hiện tại thì nó chỉ còn cái size 240 với lưỡi thẳng thôi, lưỡi cong thì hiện đang hết. Và cái size 210 này thì là cái size thông dụng nhất rồi. Em thấy là khách hay mua cái loại 210 này nhiều nhất, nhiều hơn so với những cái size khác. Kiểu như mình làm ở trong vườn nhà mình đó, thì cái size này nó gọn nhẹ và nó cũng phù hợp để mình tỉa cành, tỉa nhánh đồ rồi. Đó, cây này thì 765 ngàn của thương hiệu Silky dòng Gumboy. Và cái lưỡi của nó là cái lưỡi cong. Tiếp theo là em sẽ còn một ít cái chuôi điện của thương hiệu Panasonic của Nhật. Và riêng cái chuôi này thì chắc chắn rồi nó sẽ được sản xuất tại Trung Quốc anh chị ha, chứ không có nội địa Nhật đâu. Nó sẽ gồm có một chuôi đực và một chuôi cái như này. Thì em sẽ bán nguyên combo đó. Một combo này là 90 ngàn đó, anh chị có thể mua một lần một combo như này ha, 90 ngàn. Với cái chất liệu nhựa rất là cao cấp. Và cái phần lõi bên trong cũng như là cái phần chuôi ghim này thì nó bằng đồng cao cấp luôn, cho nên là nó hạn chế được những cái việc mà chập cháy hay là dễ dàng bị hư hỏng, bị ngắt điện gì đó khi mà mình sử dụng nha. Nó là của thương hiệu Panasonic đó anh chị, và nó made in China trên đây. Rồi một cặp như này thì mà giá của nó sẽ là 90 ngàn. Mình chốt giúp em mã là cặp chuôi điện nha, chuôi cắm điện gì đó, 90 ngàn là một cái âm, một cái dương đó. Rồi em cũng còn một ít thôi nè, chứ không nhiều. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu lại hai cái size thùng đồ nghề mà nó bán chạy nhất ở shop em đây. Cái thùng này thì do là cái size của nó nhỏ gọn cho nên là em thấy là anh chị mình hay mua cái thùng này nhiều. Còn nếu mà những cái size lớn hơn thì đa phần là các anh các chú nào mà mình kiểu đựng đồ nghề nhiều hoặc là mình làm công việc làm thợ đồ đó thì mình mới mua những cái thùng lớn. Còn ví dụ như ở nhà mình xài thì em thấy là đa phần là mua hai cái size này. Thì em sẽ giới thiệu lại anh chị nào mình thích thì mình có thể chốt ha. Đầu tiên là cái hộp này. Cái hộp này là cái mã của nó là T-320, tức là chiều dài của nó là 320 mm, tức là 32 cm anh chị. Nó là của thương hiệu Toyo anh chị. Còn đồ nghề hiện nay thì em bán của thương hiệu Toyo đó, bán phân phối chính hãng từ nhà máy ở Nhật luôn, là của thương hiệu Toyo. Và những cái thùng khác, những cái túi vải khác thì hiện tại thì không còn ha. Em chỉ bán cứ Toyo thôi. Với chất lượng rất là cao nha anh chị, hàng của Nhật Bản. Và cái thương hiệu này nó cũng khá là nổi tiếng nha. Chiếc thùng này thì cái màu của nó là màu xanh dương đậm đó, màu xanh dương đậm rất là cơ bản nha. Rồi nó là thùng kim loại và người ta sử dụng cái công nghệ là dập vuốt sâu đó, gọi là dập vuốt sâu, cho nên là mình không thấy được cái mối nối của cái thùng này đó. Người ta dập rất là kỹ luôn, cho nên là không có mối nối nha, không nhìn thấy mối nối. Và cái việc không có mối nối này thì nó sẽ hạn chế được cái việc gỉ sét, hạn chế đến thấp nhất cái việc gỉ sét. Nó cũng là cái phương châm của thương hiệu Toyo này, đó là hạn chế rỉ sét cho những cái sản phẩm thùng đồ nghề kim loại khi mà người ta gửi đến khách hàng. Rồi cái thùng này thì cái size của nó là 32 mm, ở phía dưới đáy của nó sẽ dập là Made in Japan đây. Ở trên cái khóa này cũng là có chữ Made in Japan luôn, có chữ Japan luôn.
Cái size của nó sẽ được là 32 nhân với lại 13 nhân với chiều cao lên là được 9 cm. Cái thùng này là dáng nhỏ thôi cho nên là nó sẽ chỉ có một khóa thôi anh chị nha. Mở lên mình có thể xách như này, mình mang đi ra vườn rồi mình làm rất là tiện luôn, tại vì nó không có bị to, không bị quá nặng anh chị. Bên trong nó không có ngăn, nó chỉ có một ngăn lớn như này thôi, một ngăn rất là gọn như này. Đấy, cái này các anh chị đựng cây cưa, cây kéo, cây thước gì đó là đủ rồi, để mình đi ra vườn mình làm việc được rồi anh chị ha. Mình rất là phù hợp để mình mang theo một cái hộp dụng cụ cá nhân để mình đi làm việc. Còn nếu mà những cái hộp to hơn, size to hơn thì nó cồng kềnh hơn. Thì nếu mình nhiều đồ hoặc là mình muốn kiểu như là lưu trữ, bảo quản đồ ở trong nhà, trong xưởng á, thì mình có thể lấy những cái hộp to hơn. Riêng cái hộp này, mã của nó là T-320 thì giá của nó là 375.000. T-320 rất là xịn nha anh chị, hàng này là hàng cao cấp ha. Rồi, nó cũng y như vậy thì một cái size nhỏ xíu hơn. Cái này thì anh chị có thể đựng ví dụ như là ốc vít, những cái vật linh tinh khác nhỏ nhỏ thì mình có thể để trong cái hộp này. Hộp này cái mã của nó là T-190, tức nghĩa là chiều dài của nó là 190 mm. Hộp này thì nó loại nhỏ và nó không có cái tay sách, nó cũng cái màu y chang cái kia luôn và cấu tạo thì nó cũng y chang Martin Japan dưới này ha. Cái size của cái hộp nhỏ mini này thì giá của nó ở cái size của nó chiều dài là em đo được thực tế là 20 này, bề ngang là được 10 và chiều cao lên là được 5. Cái khóa của nó sẽ là như này. Bên trong nó cũng chỉ có một ngăn lớn như này thôi. Rồi, cái này thì nó cũng mới full, chưa có qua sử dụng gì đâu anh chị ha. Giá của nó sẽ là 275.000 cho cái hộp T-190. T-190 là 275 và T-320 là 375.000. Những cái size khác thì hiện tại em vẫn đang có hàng nha. Anh chị nào cần cái size nào thì mình có thể nhắn, thì em sẽ gửi thêm mình ảnh thông số thêm cho anh chị nha. Thương hiệu Toyo của Nhật Bản. Đó là một số cái sản phẩm đồ làm vườn cũng như là thùng đồ nghề mà em muốn giới thiệu với anh chị trong video này. Tiếp theo là em sẽ có một vài cái cây dù của Nhật nha. Dù thì mới về, tuy nhiên thì dù chiếc này thì nó không có những cái siêu phẩm thương hiệu lớn đâu anh chị. Nó phù hợp để anh chị mua mình sử dụng trong cái mùa mà mưa thất thường như hiện nay ha, hoặc là mình đi mưa đi nắng thôi, chứ để mà mình tặng quà thì những cây này có vẻ nó không phù hợp. Độ mới của nó hoặc là những cái thương hiệu của nó không có đặc sắc lắm. Đầu tiên là em sẽ có ba cái cây này, cho nên là giá của nó khá là mềm anh chị mua sử dụng anh chị ha. Ba cây này em có một cây là màu xanh dương đậm nè, một cây là màu ghi và một cây là màu đen. Cái size của nó là size của kiểu nhỏ nhỏ thôi. Đấy. Độ mới của nó thì khoảng từ 90%. Nó không có cái bao bên ngoài đó anh chị, nên là em không có báo mới ken ha. Để em bung ra thử coi. Em sẽ bung đại diện một vài cây thôi anh chị nha, tại vì khó để quay nếu mà nó bự như này đó, như vậy anh chị ha, không thấy hết rồi. Nó sẽ bằng chất vải dạng như là cái dù mình xài thôi, chứ không phải là cái dù để quá đặc sắc. Mình có thể mua để mình sử dụng trong cái mùa này. Màu của nó là màu xanh dương, tay là mình có thể bỏ gọn trong cái túi của mình nha. Rồi. Những cái dù này thì em sẽ bao lủng rách nha anh chị. Nếu mà nó có trước khi đi cho anh chị thì em sẽ mở ra em kiểm tra hết. Nếu mà nó có lủng rách gì thì em sẽ báo ha. Khi mà anh chị nhận về thì nó sẽ là cây nguyên, không có lủng rách, độ mới khoảng 90%. Đó, rồi khi mà nó mình xếp lại gọn như này thì nó sẽ là khoảng 23 cm thôi, là bao gồm cả cái cán nữa. Trên cái cán thì chắc chắn nó cũng phải có một vài vết trầy ha. Nó khoảng 90% thôi. Thì cây này màu xanh đậm nè, màu xanh dương đậm nè, màu đen và màu ghi xám. Thì giá của mỗi cây nó sẽ là 250.000. Đó, đồng giá 250.000. Anh chị chốt giùm em theo cái màu nha, xanh đen, màu đen hoặc là màu ghi xám cho ba cái cây này. Đó, 250.000 cho mỗi cây ha anh chị. Tiếp theo là em sẽ có hai cái cây, cái size nó lớn nè. Và cái màu này thì rất là thích hợp dành cho các anh các chú mình xài. Một cây là cái màu sọc này. Cái này em khỏi cần bung ra anh chị ha. Cái size nó lớn hơn cái size kia một chút, tại vì cái này em bung ra em không có quay hết được, và sẽ kiểm tra lỗi trước khi gửi cho anh chị nha. Cây này thì cái cán nó bằng nhựa luôn, nó màu nâu. Còn cái sọc trên đây thì cái màu nó khá là đẹp nè, nhìn nó của nam mình xài là ok ha. Cây này cái anh là xài rất là đẹp. Nó không có còn cái bọc bên ngoài nha. Độ mới thì cũng khoảng tầm 90%. Tổng chiều dài khi mà mình xếp gọn thì nó sẽ được là 28 này, tức là nó bự hơn cái kia. Và cái dòng khi mà mình bung ra thì nó bự hơn cái kia một tí.
đó anh chị ha. Tức là cái dù này mình kiểu mình che hai người thì nó vẫn còn rộng á, chứ nó không có bị nhỏ như cái kia là cây dạng xài một người. Rồi cây dù sọc này thì mình chốt dùm em mã là cây sọc to số 2, giá là 300 ngàn cho cây này. Cây này là cây số 2 nha, sọc to số 2, giá 300 đó. Rồi tiếp tục lấy cây này. Cây này thì nó cũng to và nó có màu sọc xanh rêu. Đây này, hai cái sọc này cái màu nó khác nhau. Cây này xanh rêu, cây này là sọc kiểu hơi hơi xanh đen ha. Đó, cây sọc xanh rêu này thì cái bản của nó cũng to luôn và nó còn được cái bao này. Đó. Nó cái cán của nó thì nó cũng là bằng nhựa ha, độ mới là khoảng 90%. Rồi. Tổng chiều dài của nó cũng được 28, tức là hai cây này nó tương đương với nhau. Cái này các anh các chú xài rất là đẹp nha, và dạng như mình sử dụng mùa mưa mùa nắng thôi, hoặc là mình để trên xe đôi khi mình cần thôi ha, chứ là mình mua quà tặng thì không nên mua những cây này. Tại vì nó cũng không phải là cái hiệu lớn gì. Đó. Nó là chỉ là hàng nhập về thôi anh chị nha. Cây sọc to màu xanh rêu thì giá của nó cũng là 300 ngàn. Cây này là cây xanh rêu nè, còn cây này là cây cây sọc của số 2. Đó. Anh chị thích cây nào thì mình sẽ chọn cây đó ha. Có rất là nhiều chú dặn em những cái cây dù Nhật như này, nhưng mà lâu rồi, hồi kỳ trước dù nó về là cũng cách đây mấy tháng rồi. Cây này thì nó cũng lâu rồi mới về được lâu này, nhưng mà nó cũng không có nhiều siêu phẩm dù anh chị ơi, ở dạng mình sử dụng thôi. Tiếp theo là em có hai cái cây dù này. Cái này là lại gì em bung ra em kiểm tra ha, thì em để sẵn đây em giới thiệu cho anh chị luôn. Khi mà em gửi cho anh chị thì chắc chắn là sẽ xếp gọn lại và đẹp lại nha. Em có hai cây này dành cho các chị nè, các anh mình có thể mua dành cho các chị các cô cũng được. Rất là dễ thương nha, và nhìn thôi là mình thấy là đúng là hàng Nhật rồi. Nó sẽ là màu đen và có thêu hoa như này. Cây này là màu đen thêu hoa, cán là cán trúc luôn. Độ mới thì khoảng 90%. Rất là đẹp nha, không có rách lỗi gì đâu. Mấy cái này mình bung ra nó dễ thương lắm, và nó dạng là phơm nhỏ gọn xài một mình á, xài một người. Đây đây nè, cái viền của nó sẽ là có những cái lợn lợn sống như này ha. Ở trên đây thì nó có cái tag luôn, có cái tag ghi chữ chữ Nhật, chữ Hàn gì đó, rồi tag thương hiệu Made in China. Nó không có Made in Nhật đâu anh chị ha, nó Made in China ha. Nhưng mà có thương hiệu của Nhật và cái phong cách rất là Nhật Bản luôn. Cây này thì nó cũng không có bị xét gì đâu. Mà cái form nó nhỏ nha anh chị. Đó. Rất là đẹp nha, cây này mình mua tặng được nè. Cây này mua tặng được. Cán thì nó cán bằng trúc, trúc thật á anh chị, cái cây trúc thật nha. Cây này thì xếp gọn lại thì nó sẽ được khoảng nhưng mà khi mà mình xếp lại thì cái phần cây này nó không có tự bung lại như vậy nha. Mình phải tự bật mấy cái cây này lên. Riêng hai cây này là nó không vậy. Khi mình xếp gọn lại thì nó sẽ tầm khoảng được 20cm thôi. Các cô mình bỏ vô trong túi sách là rất là vô tư ha. Rất là điệu luôn. Tại vì nó có những cái thiêu hoa rất là đẹp. Cây này thì cái cán trúc giá của nó sẽ là 350 ngàn. Mình chốt cái bên mã là cây dù cán trúc, giá là 350 ha. Cái trúc này là trúc thật. Rồi tiếp theo là cây này, cái cán của nó sẽ bằng gỗ nè anh chị. Cái này cây bằng gỗ thật luôn nha. Cây này thì nó cũng tương đương với cây kia, nhưng mà nó màu xanh đen như này, màu xanh như này, và nó cũng thêu hoa. Đấy. Bên trong thì nó cũng không có bị rách lỗi gì. Và cái size của nó cũng tương đương với cây kia luôn. Size này cũng khá là đẹp và để mình xài cá nhân là rất là ok ha. Hoa văn của nó sẽ là hoa hình tròn như này. Đó. Tại cái chỗ quay của em nó hơi nhỏ, em không có quay hết được cho anh chị xem nha. Và khi mà anh chị nhận thì em sẽ kiểm tra lỗi hết, kiểm tra coi có rách, có bị gì không thì mới gửi cho anh chị, mình cứ yên tâm ha. Rồi cây này thì độ mới nó cũng khoảng được 90-92%, cũng mới khá là cao đó anh chị. Cây này thì giá của nó sẽ là cũng là 350 ngàn luôn. Mình chốt giúp em mã là cây dù cán gỗ, cũng là dạng mini, mình bỏ trong giỏ sách là rất là hợp nha. Cây dù cán gỗ giá 350 ngàn. Đó, 350 ngàn cho cây dù cán gỗ này. Những cái mẫu này thì nếu mà mình mua ở ngoài thì chắc không có những cái mẫu như vậy đâu. Nó cũng khá là kiểu Nhật Bản á. Rồi tiếp theo là em có một số cây dù nhỏ nhỏ mini khác nè. Này để mình mua cho em cháu mình ở nhà cũng được, hoặc là các chị mình không thích những cái mẫu mà nó ren kia thì mình có thể lựa những cây này. Giá nó rất là mềm thôi. Đầu tiên là em sẽ có cái cây này. Cây này thì nó màu trắng, trắng kem, và nó có cái hoa văn này. Dạng những cây này là cây cá nhân nhỏ nhỏ nha anh chị. Cây cái form nó nhỏ. Của người lớn nha, chứ không phải của trẻ em đâu, nhưng mà cái form nó nhỏ một người. Nó sẽ có hai cái hoa văn là hai cái nơ màu xanh và màu đỏ như này. Nó cũng nhẹ nhàng dễ thương. Đó, nó có hiệu là Pinky Woman gì đó.
nhưng mà bên trong nó có cái tag ghi chữ là Made in China, hiệu của Nhật nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc anh chị ha, dạng là mình mua xài thôi. Đó, size của nó thì khi mà mình xếp gọn thì nó sẽ được là khoảng 22 đến 23 cm. Cây này thì giá của nó sẽ là 280.000, mình chốt giúp em mã là cây dù mini số 1. Cây số 1 là cây màu trắng này, 280.000. Tiếp tục là cái cây chấm bi này thì màu nâu, chấm bi màu trắng, nó cũng là size mini. Đó. Cán thì bằng nhựa. Nó không có mới keng đâu nha anh chị, nó khoảng tầm 89-90% thôi. Ồ, cái này thì cái chỗ này nó hơi bị bung bung chỉ rồi nè. Đó. Cho nên cây chấm bi này em chỉ bán cho mình với giá là 200.000 thôi. Mình chốt cho em mã là cây dù chấm bi giá 200.000. Đó, dạng mình mua sử dụng thôi anh chị nha. Cây dù chấm bi giá 200. Tiếp theo là cây dù màu xanh dương. Cây này thì các anh hoặc các chị mình xài vẫn được nha. Đó. Cây này nó cũng có hiệu nè, hen weather gì nè. Để mình mang theo, mình đi mưa đi nắng gì cũng được ha anh chị. Rồi, cây này thì nó cũng là dạng phơm nhỏ nha. Màu xanh dương, giá của nó sẽ là 280.000, mình chốt giúp em mã là cây dù xanh dương 280. Độ mới thì nó cũng xem với nhau, nó tầm khoảng được 85-90%. Cũng có thể một số cây đó có sử dụng rồi, cũng có thể một số cây là dạng người ta để kho lâu á. Với cả là ở bên Nhật người ta có một cái người ta hay sử dụng cây dù mà. Và khi mà những cái người mà người ta để quên cây dù trên tàu điện hay trên những cái chỗ công cộng á, thì người ta sẽ nhặt được, người ta đem vào một cái nơi lưu giữ đó. Thì trong một khoảng thời gian nếu không có ai đến nhận những cái món hàng mà người ta nhặt được đó, thì người ta sẽ đem ra người ta thanh lý. Và những cây này thì em nghĩ là cái xuất xứ của nó sẽ là như vậy ha. Cho nên là thường là mình hay mua được những cái dù Nhật đẹp xịn này kia là những cái xuất xứ nó như vậy. Rồi cái cây này nó cũng là size mini nè. Cái màu của nó là màu xanh dương nhạt và phối với màu vàng. Cây này thì mình nhìn thì nó cũng kiểu như nó hơi dơ, tại vì do nó cái màu nó là màu sáng á. Cái này mình về chắc mình cũng phải xử lý giặt lại đó. Cho các chị nếu mình thích cái màu tươi tắn này nha, phơm nhỏ, nó cũng có hiệu đây này. Rồi đó, trên cái cán thì nó cũng có hơi hơi chày chày nha. Giá của cây này do nó hơi hơi chày chày cái cán này, em bán cho mình sẽ giá là 200.000. Mình chốt cho em mã là dù mini số 3 giá 200 cho cái cây này, 200 cho cây này anh chị nha. Mini nhỏ nhỏ thôi. Rồi cái này thì cái sọc nó rất là giống cái sọc Burberry ha, nhưng mà nó không có ghi chữ Burberry gì đâu. Cái sọc dạng như là làm giống thôi, size mini. Cái này thì các chị xài đẹp nha. Nó cũng là độ mới khoảng 85% thôi, có qua sử dụng rồi. Rồi cái này thì giá của nó sẽ là cây dù mini sọc, cây dù sọc mini đi, giá là 280.000 cho cái cây này. Rồi cái cuối cùng là cái cây màu vàng này thì nó hơi đặc biệt hơn cây kia một chút, là tại vì nó có cái cán mà nó có cái vòng như này, còn cái túi luôn. Nhưng mà do nó màu vàng thì mình nhìn thấy là mình phải về mình vệ sinh lại nha. Cái này là cũng size mini nhưng mà được cái nó lạ chỗ cái cây này thôi. Và nó còn cả cái túi vải luôn. Giá của nó là 280.000, mình chốt giúp em mã là dù mini màu vàng giá 280. Đó là một số cây dù của hôm nay anh chị. Lưu ý là những cái dù này thì mình chỉ mua ở mức độ là mình sử dụng thôi. Ví dụ như mình muốn mua những cái hoa văn này thì ở ngoài mình đi siêu thị gì đó mình không mua được, thì mình có thể thấy cái này mình thích thì mình mua thôi anh chị ha. Chứ độ mới thì nó không có được xuất sắc, mà nó không rách lỗi thôi, chứ nó không có phải là mới quá đâu. Cho nên là nếu mà anh chị muốn mua tặng thì mình có thể lưu ý thêm anh chị ha. Tiếp theo là em cũng có một vài cái túi xách dành cho hôm nay. Đầu tiên là em có một cái chiếc túi xách tay dành cho các chị nè. Túi này thì của Ý ha, thương hiệu của Ý, và nó là foam xách tay màu nâu. Đó, rất là sang luôn ha. Cái khóa là giống với cái khóa của Salvator đó, cái hình tròn này nè. Đó là dạng xách tay như này thôi, da rất là chất, da bò Ý, là một cái chất da mà mình cầm lên tay là mình cảm thấy mình thích liền, tại vì nó rất là chất, nó dày và nó xịn lắm. Em chỉnh cái này tí xíu ha. Rồi. Cái này thì dán xách tay thôi, không có dây đeo gì hết nha anh chị, rất là sang luôn. Size của nó sẽ là size mini, xách tay mini. Bề ngang là sẽ được là 21 nè, chiều cao lên là được 19 và cái bảng đáy là được 3.5. Khoen khóa thì cũng có oxy hóa nha. Độ mới thì tầm khoảng 85% thôi. Mặt da thì là do nó là da bóng cho nên mình nhìn thấy nó có một cái vài cái vết xước tâm. Cái này thì mình mua để mình sử dụng thôi anh chị nha, mình không nên mua làm quà đâu. Đó, mua là các chị mình mua sử dụng thôi. Rồi, mà rất là đẹp anh chị ha, cầm rất là nặng tay, chắc tay luôn. Để mình đi tiệc là rất là vô tư. Nó sẽ có hai nắp như này. Một cái nắp đầu tiên thì nó sẽ là mở ra như này.
Ở trong đây nó có cái hiệu mà hai cái chữ E ngược này nè anh chị, Made in Italy ha. Bên trong thì lót da thật màu trắng luôn, cái lót rất là xuất sắc nha. Khóa là khóa IKK. Lót da thật màu trắng, bên cái nắp bên ngoài thì nó cũng vậy luôn. Rồi bên trong đẹp lắm anh chị. Lót da thật luôn, rất là xịn nha. Cái hiệu này mình cũng hay gặp ở những cái hàng cao cấp á. Tuy nhiên là túi này thì độ mới nó khoảng 85% thôi. Mình lưu ý cái độ mới giùm em ha. Màu nâu này nó khá là lạ, nó không phải là nâu bò mà nó cũng không phải là nâu cao khô nữa, kiểu như nó giữa giữa vậy đó. Màu nâu rất là lạ, rất là đẹp nha. À, giá của túi này nó sẽ là 880.000, mình chốt giúp em mã là túi xách tay của Ý, giá 880. Thương hiệu khá là lớn nha, và một chiếc da bò thật luôn. Giá chỉ có 880.000 thôi. Rất là thích hợp để mình xài. Nhiều khi anh chị thấy một cái túi cũ mà giá nó 1 triệu mấy, 2 triệu, hay là 800, 700, 800 thì mình thấy trời ơi sao mắc quá. Nhưng mà thật sự là nếu mà anh chị cầm 800.000 mình ra, mình chỉ mua được một chiếc túi simili thôi, và không có hiệu gì đâu anh chị. Và trong khi đó cái này là da thật á, và là hàng hiệu của Italy. Dù là nó không mới ken nhưng mà cái về cái giá trị thương hiệu cũng như là giá trị mình sử dụng thì nó cũng rất là xứng đáng anh chị ha. 880.000 cho cái túi này. Tiếp theo là em sẽ có một cái chiếc túi công sở dành cho các chị nè. Túi này thì nó màu xanh, màu nó hơi sáng nha. Túi này nó màu xanh như này. Màu xanh kiểu như mà xanh da trời nhạt luôn anh chị. Màu này rất là sáng, nhưng mà màu sáng mà cái túi này độ mới khá là cao nha. Màu sáng nhưng mà nhìn nó không có bị cũ, không bị dính dơ gì nhiều hết á. Đấy, nó là hàng của cái hiệu này nè. Hiệu này là Again, chữ H này như là hiệu của Hàn Quốc anh chị. Đó. Dán công sở xách tay ha, nó có cái chỗ móc dây đeo, nhưng mà để em xem có còn dây đeo không, như là nó mất dây rồi đó anh chị, không có thấy dây đeo đó. Nó có cái chỗ móc dây đeo nè, nhưng mà không có còn dây ha anh chị ha. Cái túi này nó rất là đẹp nha, bên trong là lót vải dập hiệu luôn, nó là hàng hiệu của Hàn Quốc, nhưng mà riêng cái chiếc này á, thì người ta ghi á, là chất da là đó, da bò anh chị ha. Da bò mà có pha thêm cái da khác, tức là không phải da bò 100% nha, nhưng mà nó cũng gốc là gốc da bò. À, rồi riêng cái chiếc này á, thì đã được Made in China, hàng hiệu của Hàn Quốc và được sản xuất tại Trung Quốc nha. Nó có một cái ngăn lớn như này và có hai ngăn nhỏ hai bên để mình đựng đồ kín kín, thì mình thể để hai ngăn nhỏ này đó, to để mình đi làm công sở nha anh chị. Cái này thì nhìn độ mới nó khá là cao. Rồi cái đáy của nó sẽ được có là 31 này, chiều cao lên là được 20, bảng đáy là được 11 cm. Mình xách tay như này thôi anh chị ha, mất dây rồi, nhưng mà quá đẹp. Túi này đẹp mà mới lắm. Giá của nó là 400.000, mình chốt cho em mã là túi công sở xanh, giá 400. Đẹp anh chị ha, màu xanh rất là dễ thương. 400.000 cho cái túi này. Tiếp theo là em có một cái chiếc bao tử bằng vải jean phối với da tổng hợp. Vải jean màu xanh, cái này thì nó rất là trẻ trung. Các bạn mình đi học mình có thể mang cái này, hoặc là mình đi chơi, đi du lịch gì đó, mình mang cái này nó gọn nhẹ, trẻ trung ha. Và cũng giá khá là mềm, độ mới khá là cao, không rách lỗi chỗ nào. Đó, bằng vải jean nha. Size của nó chiều cao lên là được 30, nhân bề ngang là được 16 này. Cái bảng đáy là được 4 cm, khoen khóa là giả đồng cổ nha. Đó, nó có nhiều ngăn kéo như này, đựng được là vô tư. Đó. Rồi. Túi này thì giá của nó sẽ là 250.000, mình cố giúp em mã là bao tử vải. Bao tử vải giá 250. Cũng khá đẹp anh chị ha. À, nó design tại Japan nhưng mà được sản xuất tại Trung Quốc nha. Dây nó cũng còn mới lắm, tăng đưa được. Để cho các bạn mình đi học đi chơi là rất đẹp. 250.000. Tiếp theo là em sẽ có một cái chiếc cặp công sở của thương hiệu Valentino Sabatini. Valentino Sabatini là chất da mộc phối với da canvas của hãng, và cái chiếc này thì của thương hiệu của Ý nhưng mà được sản xuất tại Nhật Bản nha anh chị ha. Made in Japan ha, nó có cái tag Made in Japan đây. Túi này thì đã qua sử dụng rồi, độ mới còn khoảng 80 đến 82%, không rách lỗi nhưng không mới ken nha, không có rách nhưng không có mới. Túi này thì dừng ở mức độ là mình mua mình sử dụng thôi. Đấy, ví dụ như anh nào mà mình thích thời trang, hôm nay mình xài túi này, mai mình xài túi khác, thì mình thấy mua cái này. Nó không phải là da bò 100%, mà cái phần quai màu nâu thì là da bò, còn phần dưới màu xanh khói này thì nó sẽ bằng da canvas ha. Size của nó sẽ là 39, nhân với lại chiều cao là được 29, bảng đáy là được 4.5.
mình có thể xách như này hoặc là mình đẩy xuống như này thành một cái cặp táp luôn. À, bên trong á thì khuyên khóa đều dập Valentino hết nha. Bên trong thì được hai ngăn lót vải. Nó không mới ken đâu nha anh chị, nhưng mà nó không có rách lỗi và nhìn nó cũng còn khá là ổn nha. Rồi, made in Japan luôn. Cái này thì hôm trước em bán cho mình với giá là 650. Hôm nay em sẽ khuyến mãi còn 500.000. Mình chốt cho em mã là cặp Valentino giá 500. Cặp Valentino giá 500. Cái này mình đựng laptop là cũng vừa đó anh chị. Còn mình đựng giấy tờ đi dạy đồ đó là vô tư ha. 500.000 cho cái cặp Valentino. Tiếp theo là em sẽ có vài chiếc clutch cầm tay. Clutch cầm tay trước đây em bán khá là nhiều á, nhưng mà chuyến này thì thấy có vẻ như là anh chị chưa có nhu cầu sử dụng nhiều ha. Đầu tiên là em có cái chiếc này, nó cũng là có hiệu đây nha. Chất của màu đen này là da canvas và phần màu nâu này thì nó sẽ bằng da thật này, nó được chỗ này da thật. Còn cái viền này nó cũng là da canvas luôn, da tổng hợp luôn. Cái viền nâu da tổng hợp, màu đen da tổng hợp và nó chỉ được da thật như đây thôi. Đó, nó sẽ là dạng clutch cầm tay như này, rất là phù hợp để mà mình đựng giấy tờ hay là mình đi công việc gì đó, mình muốn xách nhỏ nhỏ gọn gọn thì các anh các chú mình có thể xách cái này. Size của nó sẽ được có là 27 nhân với chiều cao lên là được 20, cái bảng đá là được 5 cm. Bên trong thì nó sẽ có một cái ngăn lớn này, nó không có còn với cái dây đeo nha, cái dây đeo mất rồi. Tác mắt in China luôn, cái này mình mua sử dụng thôi anh chị nhé, kiểu như mình quăng quật mình đựng giấy tờ gì đó cũng là vô tư. Cái này giá của nó là 350.000, hôm trước em bán 450 đó. Hôm nay em khuyến mãi còn 350.000 nha. Anh chị chốt cho em mã là túi cầm tay số 5, giá 350. Đó, 350 túi cầm tay số 5 ha. Tiếp theo là em có một cái chiếc clutch này rất là xịn ha. Này thì nó vừa giấy A4, cái size nó to như này. Để cho các anh chú nào mà mình không có thích xách cái cặp lớn đi đi làm á thì mình có thể xách cái này để mình đi đi làm, đi ký hợp đồng gì đó thì cũng vừa rồi, mình đựng giấy A4 là được. Size của nó là 34 nhân với chiều cao lên là được 25. Đấy. 34 nhân 25 anh chị nha, rất là xuất sắc luôn. Cái này là hàng có hiệu. Hiệu của nó đây. Hiệu của nó là Marcus, made in Italy ha, bên trong lót da thật luôn. Cái này rất là đẹp nha, độ mới rất là cao. Cái phần ngoài trước này cũng không phải là da thật luôn, màu đen này là cũng là da canvas này, phối với cái viền là da thật. Đó, phối viền da thật nha. Phía sau có thêm một ngăn nữa. Bên trong là lót da thật này, chỗ này là lót da thật, còn phía phía sau này là lót vải. Khóa là khóa chữ là Riri. Đó, khóa hiệu Riri. Và còn cái khóa lớn này thì nó nhập hiệu của made in Italy luôn. Độ mới cái này khoảng 85% hơn anh chị, rất đẹp nha. Mình xài cũng khá là bền, chứ không phải là da canvas là dởm nên chị, da canvas nó cũng rất bền luôn. Và nhiều khi nó còn dễ xài hơn so với da thật nữa. Và riêng cái chiếc túi này thì giá của nó là 580.000. Mình chốt cho em mã là túi A4 đen giá 580. Túi này thì không có giảm gì thêm nên chị, hàng hiệu rất là lớn ha, của Italy luôn, 580.000. Rồi tiếp theo là em có một cái chiếc clutch da mộc khắc. Trời, em thấy cái này rất là đẹp luôn, nhưng mà chưa có tìm được người thích cái phong cách này. Nó sẽ là màu xanh rêu rất đậm luôn, nó thiên về màu đen luôn á, thiên về màu đen luôn. Và khắc cái hoa văn, cái hoa văn này nó không phải là kiểu nữ xài mới được đâu anh chị, các anh, các chú mình vẫn xài được đó, không có bị quá nữ tính đâu. Rất là chất ha, size của nó là 30 nhân với lại 21 nhân với cái bảng của nó sẽ được là 4 cm. Độ mới rất là cao, và da mộc thường là độ mới không cao đâu, nhưng mà cái này độ mới rất là cao. Nó có cái miếng tết da và cái miếng tác hiệu luôn. Phía sau thì nó có một cái vết rất nhỏ chỗ này, còn lại thì cái phần khắc hay phần cái màu sắc gì nó là rất là xuất sắc anh chị ha. Rồi cái phần mai này nó cũng là bằng dây da luôn, đẹp lắm. Đó, cái này thì mình cầm ra là thấy nó nghệ thuật liền. Bên trong là lót vải màu xanh rất sạch đẹp. Cái size của nó sẽ được đó là cái size em ra rồi. Rồi cái giá của cái này thì nó sẽ là bao nhiêu đây? Giá này nó sẽ là 750.000. Mình chốt cho em mã là túi da mộc khắc giá 750. 750 cho cái túi da mộc khắc này anh chị ha. Đẹp lắm anh chị, cái này rất là đẹp luôn, và cả một công trình nghệ thuật của người ta ở đây. Thường là da mộc khắc thì nó rất là giá cao, người ta làm cực khổ lắm, người ta làm cả một cái sự công trình ở đây luôn, chứ không phải là đơn giản mà có được những cái hình này anh chị ha. Rất đẹp, 750.000 cho cái túi mộc khắc này. Tiếp theo là em sẽ có một cái túi
Đây, một cái túi công sở to to này ha. Túi này thì chưa có giới thiệu lần nào. Túi này thì nó là bằng da bò, full da bò luôn. Cái hiệu của nó là Geni gì này. Túi này rất là đẹp luôn, nhưng mà độ mới nó không cao, nó có sờn da. Anh chị nhìn thấy cái da nó giống như là cái màu nó bị xuống, cái màu nó không còn bị màu nâu nữa, mà nó kiểu nó hơi sờn cái màu á. Đó, cái này thì mình có thể về mình xử lý màu lại được, hoặc là mình đánh xi gì đó, hoặc là anh chị cứ để như vậy mình xài cũng vẫn được thôi ha anh chị. Size của nó sẽ là 42 nhân với chiều cao lên là được 28 này, nhân với cái bảng thì nó sẽ được là khoảng 10 đến 12 cm. Cái này thì mình có thể dùng như một cái túi công sở, hoặc là khi mình đi công tác du lịch gì đó mình xài như một cái túi du lịch mini cũng được. Đấy, bên trong nó rất là rộng, đựng được rất là nhiều đồ. Đây, bên trong lót vải sạch đẹp ha, đựng được nhiều đồ lắm. Đây, nó có hai ngăn chính ở trong này, lót vải nha. Rồi, ở bên ngoài chỗ này thì nó có thêm một cái ngăn phía sau. Đây, phía sau có cái ngăn nữa, một cái ngăn rộng chỗ này nữa. Rồi, phía trước thì nó sẽ có một cái ngăn chỗ này. Đây, cái ngăn này thì mình vắt viết đồ này kia ha. Còn cái này là cái bọc của cái quai đó. Anh chị muốn xài cái này để nó giảm đau vai thì mình có thể xài, hoặc là mình không xài thì mình cất vô. Rồi, cái chỗ này là để mình vắt viết nè. Đó, bên trong lót da luôn nè ha. Khóa là khóa IKK. Chỗ này móc chìa khóa này. Chỗ này nó nhiều ngăn lắm. Và nếu mà độ mới nó cao hơn chút thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà ở này độ mới nó không cao. Nếu mình về mình xử lý được thì mình có thể sử dụng, hoặc là mình để chị luôn mình sử dụng cũng đẹp thôi. Đó, chỗ này một ngăn nhỏ dài nữa. Xách tay và dây đeo zin ha. Đây, cái kia nếu mà anh chị muốn thì mình gắn vô chỗ này nè. Dây là dây zin của nó luôn. Nó có những cái sờn ở trên những cái góc cạnh nha anh chị. Và cái màu có vẻ là nó hơi xuống màu nha. Đó, góc cạnh có sờn. Rồi, giá của cái này nó sẽ là 680.000. Mình chốt cho em mã là cặp da nâu, giá 680. Cái này các anh mình xài rất là đẹp ha. 680.000 cho cái chiếc cặp này. Đẹp và xịn, độ mới không cao. Tiếp theo là em sẽ có một vài cái combo ví nha anh chị. Ví mà VIP xịn đó thì hẹn anh chị vào những cái video sau ha. Còn hôm nay em sẽ có một số cái combo ví giá rẻ cho mình mua để dạng cho mình sử dụng thôi ha. Đây, đầu tiên là em sẽ có cái combo này. Combo hai cái ví này, một cái này là da mà người ta vẽ lên ở Made in China ở trong. Dạng này mình mua sử dụng thôi nha anh chị, bên trong lót da luôn. Này dành cho các chị nè, nó còn độ mới khá là cao. Đó. Dạng ví dài nha. Đây. Sử dụng là rất ok, độ mới rất là cao. Size của nó sẽ được có là 17 nhân với lại 9 cm và cái bảng của nó là được 2.5. Một cái này và một cái này là chất bên ngoài là da xước nha. Cái này là nam nữ đều xài được, màu xanh dương, màu xanh kiểu như hơi khói khói á. Size của nó sẽ được đó là 18.5 nhân với lại 9 cm. Đó là dạng ví dài luôn, độ mới cũng cao luôn. Có cái hiệu gì đây nè. Đấy, độ mới khá là cao nha anh chị. Cái này độ mới chứ chưa ai xài đâu. Rồi, hai cái này, hai cái ví này thì mình chốt giùm em mã là combo ví dài giá 300.000. Combo ví dài cho hai cái ví này giá là 300 cho một combo đầu tiên. Rồi, combo thứ hai. Combo thứ hai là em có hai cái ví, một cái là cái này dành cho các chị xài ha. Một cái là một cái ví hoa, và cái ví hoa này rất là dễ thương. Và cái ví này thì nó là hàng hiệu nha. Mình xài thử cái hiệu này thì nó ra cái hoa này nhiều lắm. Ta chuyên sản xuất cái hoa này. Chất liệu của nó là bên trong là vải hoa và bên ngoài người ta có phủ một cái lớp chống nước. Nhìn nó rất là đẹp, nó lì lì đẹp lắm anh chị ha. Độ mới rất cao luôn nè, bên trong thì nhiều ngăn. Mình lót vải sạch đẹp. Cái size của cái ví hoa này nó sẽ được có là 20 nhân với lại 10. Mình bỏ cái điện thoại vô là vô tư ha. Rồi, một cái này thì nó là của Nhật nè. Cái chất liệu bên trong là da và bên ngoài người ta họa tiết. Cái này nó rất là đặc trưng của Nhật Bản luôn. Hôm trước em có bán được một cái túi sách mà cái dạng người ta làm theo kiểu này. Nó sẽ là da màu đen và họa tiết nó màu đỏ. Cái ví này thì đã qua sử dụng anh chị ha. Độ mới nó thì khoảng tầm 85% thôi. Mình mua về mình sử dụng là ok ha. Bên trong thì cũng còn sạch đẹp, không có vấn đề. Size của cái ví này thì nó sẽ được là 19 nhân với lại 9 luôn. Đó, hai cái này thì giá của nó sẽ là 280.000. Mình chốt giúp em mã là combo ví hoa giá 280. Combo ví hoa giá 280.
Tiếp theo là cái ví này. Đó, cái ví này thì bằng da và người ta làm cái họa tiết dập vân chứ không phải là da rùa, da có xấu gì đâu nha anh chị. À, độ mới nó khoảng tầm 80%, nó có những cái xước xát thời gian rồi. Ví dụ như chỗ góc này nó cũng có hơi xước xước chỗ này ha. Mình xài dạng như một cái chiếc ví để mà mình đựng tiền phong thủy gì thôi cũng được, chứ không cần thiết phải mua ví mới, thì mình có thể lấy ví này. Ví này thì nam nữ đều xài được nha, các anh các chú mình vẫn xài được luôn. Size của nó sẽ được có là 19 nhân với lại 9 cm, dạng ví dài. Đấy, bên trong này có cái hiệu là Hadi Ami London của Anh ha. Đấy. Rồi cái ví này thì bên trong lót vải thôi, không có gì phải bàn cãi ha, độ mới khoảng 85%. Có qua sử dụng rồi. Màu nâu cũng khá là đẹp nha anh chị. Giá của nó sẽ là 300 ngàn. Mình chốt cho em mã là ví nâu. Ví nâu giá 300. Đó là một số cái ví của hôm nay. Và cuối cùng của video này thì em sẽ có hai cái chiếc túi du lịch dành cho các chị hoặc là các chú nè. Một chiếc này thì là to đùng luôn. Cái này mình sử dụng như là túi du lịch gia đình. Đây em độn sơ sơ thôi anh chị ha. Đấy. Đó là hàng hiệu của Ý. Nó sẽ là chất canvas, chất da canvas hoa văn và phối với da thật. Cái phần này là da thật nha anh chị. Đó là hàng hiệu của Italy. Đó. Cái size nó to lắm. Size của nó sẽ được là 50 nhân với chiều cao lên là được 30. Mình đựng được khoảng 10 đến 12 bộ đồ là vô tư nha. Đấy. Chỗ này nó còn cái ổ khóa mà để em coi như là nó mất cái chìa rồi. Không còn cái chìa đâu. Bên trong là lót da thật luôn. Cái lót thôi là uy tín rồi anh chị ha. Cái hiệu của nó là AD Gobbo Made in Italy. Hai cái chữ D này nè. Đó, Made in Italy ha. Lót da thật rất xịn luôn. Cái lót này mình xài vô tư anh chị. Độ mới cái này thì khoảng từ 85 đến 89%. Mất dây đeo. Đó, không còn dây đeo nữa. Nhưng mà này thì mình đựng đồ nặng như mình xách tay thôi chứ đeo cũng không nổi. Rồi các anh các chú mình thích cái này mình mua cho gia đình sử dụng á, hoặc là mình đi công tác đi du lịch nhiều ngày á thì mình có thể lấy cái này. Họa tiết rất đẹp luôn và hàng rất là xịn nha anh chị ha, chứ không phải là những cái canvas thường đâu. Mất dây đeo, độ mới khoảng từ 85 đến 89%. Cái này giá của nó sẽ là 1650. Mình chốt cho em mã là túi du lịch họa tiết, giá 1650. Rất là xịn nha anh chị. Cái lót rất là đẹp và bên ngoài cực kỳ đẹp luôn. 1650 cho chiếc này, hàng hiệu của Ý. Đẹp lắm và to. Đây em có một cái túi du lịch. Cái này thì nó rất là đặc biệt ha. Hôm trước thì em có khách chốt rồi, nhưng mà một số thay đổi cho nên là hiện nay thì em còn cái túi này. Anh chị nào hôm trước mình có thích thì mình có thể nhắn lại với em ha. Rồi cái hiệu của nó sẽ là Bonia. Đây Bonia. Nó là dạng du lịch, nó nhỏ hơn cái kia. Mình đựng được khoảng từ 7-8 bộ đồ đến 10 bộ đồ vẫn được ha. Nó là hàng Bolia của Ý. Nó có cái mã code ở đây luôn. Hàng xịn, rất là xịn nha. Bên trong là lót vải bố, rồi bên ngoài là da thật và phối với da mộc. Nó có một cái tag ghi là real leather hết luôn, tức là da thật hết luôn. Và cái phần da màu này nè, cái màu này nó giống như là nó ánh ánh hơi tím tím, rất là kiểu cái màu nó rất là lạ nha anh chị. Và nó giống như là cái da hưu mà người ta mài da nu bút mà nó giống như nhung vậy đó. Mình xào vô thì nó mịn giống như là nhung vậy đó. Nhưng mà khi mà em tìm hiểu thì cái dòng này, cái dòng Allegro này nè, là người ta chuyên gia sản xuất cái chất liệu da này. Đó, mình có thể sợ thử cái này ha. Hàng hiệu của Italy, Bonia. Hiệu này rất là cao cấp, rất là xịn nha. Giá rất là cao. Túi này thì độ mới rất cao luôn. Anh chị nhìn thấy cái phần này không phải là nó cũ đâu nha anh chị. Cái tính chất của cái da này nó như vậy á, ta làm như kiểu nhung nhung á, cho nên mình nhìn thấy nó ánh sáng nó phản xạ thì nó hơi hơi kiểu như là bay bay màu ha. Nhưng mà không phải cũ đâu, độ mới rất cao nha. Cái này thì góc cạnh nó còn rất là ok luôn nè. Đáy là 5 đinh luôn. Về cái kích thước, cái này đẹp lắm nha, tại em độn hơi ít á. Kích thước bề ngang của nó sẽ được là 43, chiều cao lên là được 26 nhân với cái bảng đá là 20. Cái phần này là da mộc hết luôn nè, trên từng cái con ốc đều dập Bonia hết luôn. Dây là dây zin của nó luôn anh chị ha. Dây là dây rất là chắc luôn nè. Đấy. Cái size này thì mình có thể sử dụng một người hoặc là gia đình, hoặc là mình đi công tác gì cũng vô tư luôn. Rồi cái bộ khóa này, khóa này là khóa zin của nó luôn. Này là miếng tép da cũng như là thông tin nha. Khóa zin của nó luôn và cái số hiện tại của nó sẽ là 123 anh chị. Cái mã khóa số của nó là 123. Độ mới rất là cao ha. Cái này mình mua sử dụng rất là chất luôn và đảm bảo là không có đụng hàng với ai. Tại vì cái chất liệu này nè,
là nó chỉ riêng cái dòng bộ sưu tập này người ta mới làm cái chất liệu như này thôi. Cái này thì giá của nó là 2.100.000, nó vẫn là giá cũ 2.100.000 anh chị ha. Anh chị chốt giùm em mã là túi du lịch Bonia, là túi du lịch của Ý. Cái này là rất đẹp luôn ha và độc lạ, 2.100.000 cho cái túi du lịch này. Rồi, em sẽ kết thúc video hôm nay ở đây. Hy vọng là anh chị chú bác mình đã thích những cái món hàng trong video này. Và hẹn cả nhà vào video ngày mai. Em sẽ tiếp tục có một số cái sản phẩm hàng Nhật Bản gửi đến anh chị. Và cái thời gian phát sóng của em là từ 13 giờ cho đến 15 giờ hàng ngày, từ thứ hai đến thứ bảy, trừ chủ nhật anh chị ha. Hy vọng là anh chị chú bác mình có thể nhấn đăng ký kênh để mình có thể theo dõi những cái video mới nhất của em. Hàng ngày em sẽ giới thiệu hàng mới liên tục. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.